ca sĩ trong buổi tối đêm nay sẽ được phục vụ cho quý vị. Ngay từ bây giờ sẽ được mến mời cô chú chị mình chúng ta vào bên trong để quý vị đó lựa chọn một chỗ ngồi đẹp nhất, một chỗ ngồi phong thủy nhất, và những chiếc bàn chiếc ghế chúng tôi đang phục vụ cho anh chị mình là hoàn toàn miễn phí. Anh chị mình cứ đến ngồi và ghé qua ủng hộ những ly nước hay là những phần thức ăn quý vị nha. Bởi vì ngày hôm nay những khu ẩm thực bên dưới đã tài trợ tất cả những chiếc bàn chiếc ghế cho anh chị mình rồi, thì hy vọng là anh chị mình ủng hộ những ly nước hay là những phần thức ăn nhanh của khu ẩm thực. Là những cái đó quý vị ơi, vào xem đó quý vị. Đêm nay đêm khai mạc tưng bừng tại hội chợ của chúng tôi sẽ được diễn ra tại đây 10 ngày quý vị nha. Từ ngày hôm nay đến hết ngày 31 tháng 3 2024 vào cổng tự do hoàn toàn miễn phí. Và hàng đêm chúng tôi có các chương trình, các tiết mục của các ca sĩ sẽ được luân phiên thay cũ đổi mới để phục vụ cho anh chị mình. Kèm theo đó là một chương trình Loto Show. Những vòng loại Loto sẽ được làm hài lòng quý vị với những phần quà trao tay cho bà con mình, với rất nhiều những mặt hàng cũng như là những phần quà rất còn có giá trị trong buổi tối đêm nay quý vị nha. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng mến mời và kính mời. Đây, chụp hình bao gạo cái này. Hôm nay ngày 22 tháng 3, ngày khai mạc hội chợ, và hội chợ diễn ra xuyên suốt 10 đêm đến hết ngày 31 tháng 3, 2024, vào cửa tự do với các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng luân phiên thay đổi hàng đêm. Rất mong quý vị đón xem, thông báo cho người thân cùng xem. Và bây giờ, chương trình biểu diễn đặc biệt đêm khai mạc hội chợ mua sắm tại Trung tâm Thương mại Siêu thị Mega, quận 12, tổ chức và thực hiện công ty xúc tiến thương mại Diệu Hy, biên tập thực hiện chương trình ca nhạc hàng đêm, công ty tổ chức sự kiện Trường Phúc. Dẫn dắt chương trình ca nhạc đêm nay, MC Hoàng Minh Phúc, MC Hùng Cường và nghệ sĩ chuyển giới Trung Hân Hân. Và bây giờ, chương trình biểu diễn đặc biệt đêm khai mạc tại hội chợ mua sắm quận 12, Trung tâm Thương mại Mega Market quận 12 xin được bắt đầu. Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đến với đêm khai mạc hội chợ mua sắm tại Trung tâm Thương mại Mega quận 12. Lần đầu tiên Minh Phúc thay mặt công ty xúc tiến thương mại Diệu Hy, đơn vị tổ chức hội chợ, thay mặt công ty tổ chức sự kiện Trường Phúc, đơn vị thực hiện chương trình ca nhạc hàng đêm, cũng như tất cả ekip anh em văn nghệ sĩ và chương trình, chúng tôi lại có dịp về đây phục vụ tất cả quý vị nhân dịp đầu năm. Đây là dịp đầu tiên đầu năm nay. Mỗi năm chúng ta hội ngộ 4 lần nha. Rất mong quý vị đón xem và ủng hộ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng mở màn với một chàng trai rất thân quen, một giọng hát rất hay, cũng là một nghệ sĩ Kiloto rất nổi tiếng nha. Và quý vị cùng đến với những bản remix, cùng gặp gỡ nghệ sĩ, ca sĩ MC Hùng Cường. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Phúc rất nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay từ bây giờ thì anh chị mình vào bên trong đi chị.
Chương trình nhạc sẽ được bắt đầu ngay từ bây giờ rồi. Và chúng em đang được rà bước để phục vụ cho anh chị mình là vòng loại lô tô đầu tiên. Mỗi tờ lá vé mệnh giá là 20.000 đồng cho vòng loại mở hàng quý vị nha. Và ngay bây giờ thì một ca khúc đầu tiên Hùng Cường xin gửi tới anh chị mình sẽ cùng được song ca với một người đẹp, sẽ cùng đồng hành với Hùng Cường với chương trình Lô Tô Show, cùng đến với người đẹp Trung Hân Hân với bài hát mang tựa đề Biết Yêu Khi Nào. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Rồi chào và quý vị khán giả đi cưng. Dạ vâng, và lần đầu tiên xin phép em là Trung Hân Hân rất là chào đón thương đến tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần chúc sức khỏe là chào đón thương và trân trọng nhất ạ. Hey! Quên mình thời gian trở về với tuổi thơ, lòng nhọc ngoài mưa lắng lem buồn lạnh. Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu, vô tư chạy theo lũ bạn thật hiền. Từng trưa từng chiều dòng trời tháng ngày, ây da ây da, cùng vợ câu ca em đâu nghĩ gì, ây da ây da. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đời ta bên nhau biết yêu khi nào. Qua bao thời gian giờ đây đã lớn khôn, bên anh dường như thấy sao đẹp thùng. Yêu nhau từ khi tình yêu chưa biết gì, cô cứ chạy theo lũ bạn ngày nào. Từng chiều dòng trời tháng ngày, anh da da da, u mơ câu ca em đâu nghĩ gì, anh da da da. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đời ta bên nhau biết yêu khi nào. Tại quận 12 trong buổi tối đêm nay quý vị nha, để cùng gặp gỡ quý vị. Và đây cũng là đêm khai mạc tại hội chợ của chúng em ạ. Ok, chúng ta vừa mở màn với một ca khúc rất là hay, rất quen thuộc, rất là hit trên mạng thời gian qua với tiếng hát của Hùng Cường và Trung Hân Hân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bộ môn trò chơi truyền thống nha, rất nổi tiếng ở miền Nam mình, Lô Tô Show. Quý vị có lẽ là cũng hơi tò mò trên sân khấu bây giờ với 2 tấn gạo, mỗi bên 1 tấn nha. Đây là sản phẩm gạo rất là tốt cho sức khỏe, không thuốc trừ sâu. Đây là sản phẩm độc quyền của thương hiệu danh ca Ngọc Sơn.
Danh ca Cục Sơn là chủ gạo nha, chứ không phải là quảng cáo, không phải là đại sứ gì cả. Địa chỉ là tại biệt thự Thiên Liên Kỷ của Danh ca Cục Sơn luôn. Bao bì, hình ảnh và số điện thoại, địa chỉ tại quận Nhất luôn, quý vị yên tâm sử dụng nha. Giá gạo thì chúng tôi có niêm yết tại gian hàng là 36-40 ngàn một ký tại các hệ thống siêu thị, cũng như là quận 12 cũng có cửa hàng ở ngã ba Đông Quan. Quý vị chơi lô tô chúng ta sẽ được trúng bao thư lì xì nè, được trúng thêm gạo nữa. Quý vị về ăn thử ngon thì quý vị cứ liên hệ số điện thoại, nhân viên sẽ ship hàng tận nơi miễn phí luôn. Quý vị cứ sử dụng yên tâm nha. Đây là sản phẩm độc quyền của Danh ca Cục Sơn, một loại gạo rất là nổi tiếng trên thế giới, được công nhận là gạo ngon nhất thế giới nha. ST25 lúa tôm, đây là gạo của người Việt Nam mình được đi thi thế giới đó, thì được công nhận là gạo ngon nhất, tốt sức khỏe, không thuốc gì sâu. Và Danh ca Cục Sơn đã lấy cái sản phẩm này làm cái thương hiệu cho mình. Và đây là sản phẩm độc quyền của Cục Sơn, chứ không phải quảng cáo cho ai cả, anh ấy là chủ luôn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đến với dòng loại đầu tiên nha. 20.000 đồng chúng ta lấy qua.